Chị bảo một con gái á. Ai công chúa? Mực quá. Bạn muốn lai danh bánh của con, không thích bạn gái. Mẹ để em trai cho con nhé. Trời ơi, khổ thế nhỏ. Làm mình sợ. Mẹ nói ăn ngọt bầu con gái, mà mẹ ăn gì đấy? Cái này cay lắm. Ui, cay quá. Còn thích em trai đấy. Ui, còn thế nhỏ. Giờ đến trai gái, cũng phải giấu à? Bố lọc mấy bộ trơn cho em thôi. Em trai sao mà không được? Đi mua thêm cho bố mẹ. Quầy váy công chúa. Nào bỗng thấy rồi. Thế bỗng không phát hiện. Mua đồ cơ bản chứ đã. Ok. Trai gái đều dùng được. Giết khăn xưa. Bỏ màu hồng xuống. Giờ cái này thì sao? Trai gái đều dùng được. Đúng rồi. Gạt Dr. Papi quốc dân này thì đứa sơ sinh nó cũng cần. Trước dùng cho bóng từ lưỡi cũng ok. Mua trước được. Mà giờ đã có chương trình săn vận may gặp ngay thần tài của Dr. Papi. Giải thưởng có cả xe máy Vision, iPhone 15, máy mọc không khí, 14 giải vàng, 4 số 9 và 1.000 phần quà nữa. Quà này thì mình cũng dùng được. Alo bác sĩ đây. Nhầm nhá. Kết quả là con trai. Uầy. Yeah.